chỉ riêng với một mình Thảo đâu, mà với tất cả những cái thí sinh đang tham gia chương trình, điểm số cao hay thấp có tạo một cái áp lực nào đó hay không, thì chắc chắn điểm số rất là quan trọng đối với cảm xúc của từng thí sinh. Nhưng thật ra mà nói là điểm số vẫn chỉ là điểm số mà thôi. Đối với Thảo mà nói thì tất cả những bài thi nếu như được đi vào vòng tiếp theo, Thảo đều thể hiện hết sức mình. Và cái quan trọng nhất là Thảo sẽ phải tìm những điều mà Thảo chưa bao giờ chạm tới, những sở đoản mà Thảo chưa bao giờ làm được, để Thảo có thể thể hiện được cho chính bản thân mình và cho ban giám khảo, hay là xa rộng hơn nữa là cho quý vị khán giả. Đó mới là điều mà Thảo mong muốn.